Nâng cấp ngôi làng rút hồn tha hơn 15 này thất sớm và sẽ đi farm bằng full và Varian nha các sếp ơi. Let's go. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây và hôm nay thì lại tròn một tuần rồi nên mình lại tiếp tục về series của cái ạc rút hồn này các bạn. Và chặng đường lên nhà chính 15 của mình là còn 11 ngày 18 giờ nữa. Thì mình sẽ rút ngắn lại thời gian này bằng cách mua những gói ưu đãi ở trong cửa hàng này để cho nó rút nhanh hơn các bạn. Và một điều rất là quan trọng ở cái ngôi làng rút hồn của mình là thiếu dầu tím rất nhiều. Thế mình sẽ ưu tiên mua hai gói luôn, thêm tiên dược và xây dựng cấp tốc. Anh em nào mà muốn mua những cái gói này mà bị lỗi quốc gia cần tư vấn cách khắc phục thì hãy tham khảo ngay ở fanpage Akari Gaming của mình với hơn 144 người theo dõi Facebook nha. Còn sếp nào mà tự nạp được rồi thì anh em hãy nhớ nhập mã Akari. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Super Saiyan sẽ là người trả lương, động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt nha. Mình sẽ mua luôn các sếp ơi, thêm tiện dược có luôn. Tớ biết là anh em khi nào cũng nhập mã Akari trước khi mua gói rồi nên là sẽ có động lực cũng như là thêm quỹ đen để làm những video kiểu này các bạn nhá. Rồi, xây dựng cấp tốc, làm cái nữa. Ok luôn. Rồi luôn bạn ạ, đã có ưu đãi và ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng farm thêm cho nó đủ 16 triệu 2 để mình sẽ nâng cái hội thành này lên các sếp ạ. Chứ hội thành của mình nó vẫn đang nhà chính 13, mình cần phải nâng cấp cái này lên. Ok, cuối cùng cũng có được một nhà mừng hơn 1 triệu làm video cho các sếp. Nhà này cứng các bạn ạ, nhưng mà tôi kệ, đánh hết, cứ làm được video cho anh em là xúc thôi. Tốt, đây nữa, múc luôn bạn ạ. Oh, wow, ca này cũng hơi khó đánh đấy, nhưng mà thôi không sao, trộm ban là cứ tấn công những cái mỏ nào gần gần phía ngoài này đã. Rồi những chỗ nào mà có tướng là thì bắt tướng ra. Đấy, từ từ rồi tính tiếp. Bên này không có tướng canh. Đấy, xử lý mấy em này. Chỗ nào mà chỉ có những công trình phòng thủ gây sát thương đơn ấy là xúc. Chạy ăn hết rồi tính tiếp. Để vàng sắp bung lên rồi đấy. Như vậy là vàng chúng ta đã ăn còn có 91.000 rồi. Đại bàng kích hoạt chưa? Chuẩn bị rồi. Cái này ăn xong khu vực dầu đen này này. Đấy. Ok, như vậy là còn dầu tím ở khu vực bên này. Và mình sẽ đưa King đây. Rồi, King Queen rồi Champion quản giáo. Tấn công mặt này xem. Nhiệm vụ của chúng ta là bốc tài nguyên và có thêm phần trăm về cúp 2 sao thì tốt hơn. Vẫn đang cố gắng. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Cái Inferno nhiều tí không sợ lắm đâu. Rồi, rồi Champion ốp vào. Bật cái dao bánh. Được. Cuồng nộ đây này. Bật gồng Queen và bật gồng quản giáo để cứu cho anh em luôn. Ăn trong cái nhà chính nữa là đẹp thôi. Tiết kiệm lính. Rồi, à, và như vậy là chúng ta còn là này. Đây đây đây, chúng ta có cái hai cái kho dầu tím ở đây mà chưa xử lý được các bạn. Đây được được, cố gắng cố gắng cố gắng, một chút nữa một chút nữa. À, mình phải phân tán bảng đi chỗ khác cái đã, đưa lại bảng đi ra chỗ khu phía ngoài này đấy. Để bắt đầu dồn nốt những anh em còn lại, mặc dù máy bắn đá thì nó cũng sẽ tấn công thôi mà thôi kệ, lụng được chừng nào hay chừng đó. Wow, gây trời ơi, có cả bonus nữa là chúng ta cũng được 1 triệu mỗi loại đấy, mình tín. Ồ, oh, tôi có một số phần thưởng ở trong vé vàng. Yeah, khi hoàn thành nhiệm vụ này. Đây, tuyệt vời. Cường hóa 15% thợ xây. Vàng kinh đô, thuốc tài nguyên hơi full một chút thôi. Ổn áp rồi. Được, như vậy là mình sẽ cần khoảng
Ồ, hồi nãy là 16 triệu 2 và bây giờ còn có 15 triệu 3 thôi. Đánh thêm 1 2 trận nữa là về nâng cấp được cái này. Ngon, lợi ích của vé vàng này các sếp ạ. Nhà hơn 1 triệu nữa rồi các sếp ơi. Quá đã nhờ. Nhưng trước mắt là phải tính xem chỗ nào có mỏ thì chúng ta sẽ phá những công trình gây sát thương đam lan ở đó cái đã. Và nó dễ đánh. Đúng rồi, một cháu đã ra đi. Đây này. Hai thanh niên này này. Mô tả về tháp bom. Nguy hiểm lắm. Tiếp tục nha. Đây đi. Mô tả này mình không bắt được, thế kệ. Mà phía trên khu vực nhà chính này thì chắc chắn là phải đánh. Chỗ này có tài nguyên mà. Tội gì không thử. Còn những chỗ phía dưới này này. Anh em cứ thấy mô tả gần gần là bắt rồi. Trên này Tesla cũng đông đấy. Nhưng mà Barbarian thì đông hơn, khỏe hơn, đảm bảo ăn chắc. Và đằng nào thì chúng ta cũng cần phải cho xe bò hụt để ăn vào khu nhà chính lấy 2 sao, đảm bảo tấn công hơn anh em. Rồi đánh bên này. Cho rồi Champion xúc một cái này. Nhẹ nhàng. Đây vào đây vào đây. Vẫn chưa hết tài nguyên đâu này. Rồi Champion vận gồng đi sếp. Vào đây. Ui vẫn đang còn 400 mấy nghìn vàng á. Nó nằm ở đâu ta? À 200 mấy được kìa. Như vậy nó nằm ở trong cái kho rồi. Dầu đen ở đây bao nhiêu? Cũng hết. À bên này có kho dầu đen nữa. Ok. Đầu tư cái trâu bố hụt vào. Cùng lắm thì buông. Không ăn nhà chính nữa là được chứ gì. Có gì đâu mà. Mà dầu đen là phải lấy. Ác tiên dược, lượng tài nguyên quan trọng là cần phải bế đi các bạn. À, tầm này còn hai cháu tụ Vizas nữa đang ở đây. Bật đồng kinh lên cho bạn sợ này. Rồi. Yên dược. Ấy chà. Bật gông quản giáo cứu rồng điện. Rồng điện nó bế được em Queen của đội bạn đi. Hay lắm sếp. Ok. Vẫn đang còn một ít vàng nữa. À đây, hai cái kho vàng nó ở cạnh cái nhà chính. Tôi thấy rồi nhá. Bế trụ Vizas này. Ui dồi, cái quản giáo đang thi đấu với trụ Vizas tự nhiên ngày trưởng đi. Thôi bỏ qua. Bỏ qua bỏ qua. Ăn thế được rồi. Rồi, nâng cái hội thành rồi đó. Xin lính này. Ok này, 15 triệu 3, bây giờ 15 triệu 7. Rồi, hợp lý. Và mình sẽ sử dụng thuốc thợ xây đã chờ sẵn, có hai lọ hồi nãy chúng ta vừa mới mua được. Tuyệt vời. Rồi bây giờ cứ làm trận nữa thôi, kiếm thêm. Ui xời, 900.000 với 1 triệu nữa. Đánh thôi ạ. Đây. Cái này gây sát thương đám làng. Em này. Đúng rồi sếp. Vizas. Vấn đề là cái mô tả, hai cái bạn mô tả kia ấy, thì là mình có thể đầu tư tướng hoặc là lính vào đánh được. Cái này bế mô tả đi đã. Vào đây. Đấy, trời ơi. Mỏ vàng mỏ tím. Chạy ra đây, chạy ra đây. Hết mục hết. Đúng rồi. Đến này thì Vizard trưởng không đến nơi. Chỗ nào Vizard trưởng không đến nơi thì mình cứ ăn cái đã. Rồi bình tĩnh nào. Ô. Gần hết rồi các bạn. Mô tả. Ra đây mà bắt. Ra đây mà bắt. À ha. Tiếp tục. Vẫn đang khá ổn. Như vậy là chúng ta còn đây. Ta còn em. Một màu xanh thời gian. Kinh. Quản giáo. Rồi.
Rồi, 33 Ryan tiếp tục tổng quất em bên này. Bình tĩnh mà chiến đấu. Rồi, Champion tấn công một bên. Hà này dồn tiếp. 33 Ryan mở lối vào rồi mà. Sợ gì? Đây này, gồng kinh này. Bật này này. Bật gồng quản giáo luôn này. Đấy, anh em vào đấy. Ông vui nhộn nhịp vào. Tục luôn bạn ạ. Quẩy bên đây. Chỗ 33 Ryan còn lại là mình cứ rải khắp thôi. Đúng rồi, nhà chính đã xong. Anh em, tấn công cho tớ cái. Tắm gì bạn này. Khỏe lắm, khỏe lắm. Anh em đoán có được 3 sao không? Royal Champion của chúng ta chưa gồng. Và em Queen cũng vậy. Và Barian đang vét và ở những cụm khu phía sau. Máy bắn đá của đội bạn thì đã bị vô hiệu hóa rồi. Rồi Champion cố lên một chút xíu nữa. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Cụ thể hơn là 30 mấy giây mà thôi. Giao bánh bạn ạ. Từng từng từng. Đúng rồi. Ôi Queen đừng có đục tương. Quay xe. Quay xe lên nào các sếp. Bất công Queen. Quên mất. Rồi Royal Champion một mình em lại chấp hết. Sẩy đánh nó phải thế chứ. 21 cúp cầm về cho cái ác rút hôn của tớ. 10 điểm anh em ạ. Đấy. Hơn 1 triệu mỗi loại. Quá đã. Farm như thế này chẳng mấy chốc mà full kho thôi. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video sắp tới của tớ nhá. Trong cái series xây lại ngôi làng rút hôn này các bạn. Và mình sẽ cố gắng leo rank ạc này lên cúp cao hơn nữa. Hiện tại thì vẫn đang là mức cao nhất 2364 nhá. Anh em nào mục gói vé vàng, gói gem hay những ưu đãi mà bị lỗi quốc gia cần tư vấn ngay các mục, hãy tham khảo trong fanpage Akari Gaming của mình, 144 người theo dõi nhá. Xem là tự mua được, anh em nhớ nhập mã Akari. Đây là cách anh em ủng hộ tớ, Supercell sẽ là người trả lương, động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt. Bye bye.